Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng trong buổi chiều muộn ngày hôm nay. Tuấn Anh ô tô Hải Phòng sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe mới về được cửa hàng của mình. Thì anh em nào xem video đừng quên like và đăng ký kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng của mình nhất. Anh em nào lần đầu tiên xem video thì có thể nhớ bấm một nút like và đăng ký kênh cho mình để ủng hộ kênh cho mình. Thì trước màn hình quý vị và các bạn đây, đó là một mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất 2009 bản đủ, xe tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Thì chiếc xe này là mua của cán bộ công an tỉnh Thái Bình. Đấy, một chiếc xe khá là chất cho quý vị và các bạn. Thì chiếc này em đang chào bán với giá tiền là 203 triệu đồng. Chỉ với 203 triệu đồng, quý vị và các bạn đã có một mẫu xe mà nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đấy, Hyundai Getz sản xuất 2009 bản đủ anh em nhé. Xe không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Đấy, mình xin nói rõ là đây là một chiếc xe của cán bộ công an tỉnh Thái Bình đi. Đấy, anh em nhìn thấy bốn lốp này, bốn lốp của nó còn rất là mới, sơn xi thì không phải làm gì cả. Đấy, anh em nhìn thấy cái lốp xe này, bốn lốp Michelin mới cứng, la răng đúc anh em nhé. Phiên bản số sàn, biển 17A08852, đăng kiểm còn đến tháng 10 năm 2019. Form xe của chiếc xe thì không để suy nghĩ gì rồi. Đấy, thì đối chiếc này em đang chào bán giá tiền là 203 triệu đồng. Tiền nào của đấy, vì là xe không taxi dịch vụ nên là anh em đang tiền nào của đấy, xe không taxi dịch vụ nên mà mới có một cái giá như vậy. Nhưng mà để mà nói thì bỏ ra một đồng tiền như vậy cũng xứng đáng, tại vì đây là một chiếc xe mà không taxi dịch vụ. Đấy, xe của cán bộ công an tỉnh Thái Bình đi, anh em nhìn thấy này, rất là chất cho anh em, sơn xi này, không phải làm một cái gì luôn. Thì tất nhiên thì cái va quẹt của nó thì không thể tránh khỏi rồi, đối với một chiếc xe cũ. Đấy, thì mình cứ xin nói thật, nói thẳng là như vậy, không thể tránh khỏi đối với một chiếc xe cũ là đã có va quẹt. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến khung sườn của chiếc xe, là khá là ok. Đèn đóm của chiếc xe còn khá là mới, bốn lốp mới. Đấy, thì có gì mình nói đấy, đây là một chiếc xe không khoan đục nên là giá của nó rất là cao, chỉ 203 triệu đồng. Nếu mà đúng chân quý vị và các bạn nào thì hãy liên hệ ngay cho em. Đấy ạ, số điện thoại của mình là 0816662386 quý vị và các bạn nhé. Một chiếc xe khá là chất. Đấy, anh em nhìn đây, chỉ của chiếc xe đây còn rất là ok. Đấy, anh em nhìn thấy ạ, tắp lô tắp ly rất là đẹp luôn. Màn hình DVD và cam lùi rất là đầy đủ cho quý vị và các bạn luôn. Cốp sau đây, anh em nhìn thấy ạ, chiếc xe còn khá là chất cho quý vị và các bạn. Đấy, chỉ nắp sau đây. Nói chung là để một chiếc xe tầm tiền như này, đời 2009 bản đủ thì rất là ok cho quý vị và các bạn luôn, chứ không phải là suy nghĩ gì cả. Một chiếc xe không taxi dịch vụ còn tương đối là chất luôn cho quý vị và các bạn luôn. Đấy, chỉ đây, chỉ này thì nó chỉ là lất theo thời gian thôi, ở đâu vẫn là chỉ zin của chiếc xe. Đấy, nội thất thì nội thất của nó là rất là đẹp luôn, một lớp da màu đen, trần nỉ nguyên bản, hai đèn trần đã được bọc một lớp ni lông. Đấy, thằng này là nó bị lất đây. Đấy, anh em nhìn thấy nội thất của nó là một cái nội thất rất là đẹp luôn, gầm bệ đấy ạ. Thì lúc này trời nó nhá anh em, tối rồi, thì cái phần gầm bệ này thì quý vị và các bạn có thể đến trải nghiệm chiếc xe, tại vì nó tối mình không quay nó không rõ lắm. Đấy, phanh AB đây. Thực ra chiếc xe này mới chạy được có 17 vạn. Đấy, ABS này, à túi khí này, ABS này. Các quả, một chiếc xe còn khá là chất, màn hình DVD và cam lùi rất là đầy đủ cho anh em này. Cam lùi của nó cũng rất là đẹp luôn. Một cái cam lùi xịn luôn. Bây giờ mình sẽ đề máy này. Đấy, máy móc của nó rất là chất này. Tất cả mọi chức năng đều hoạt động rất là bình thường.
Đây đèn đây. Rất là ok đúng không ạ? Rất là sạch sẽ cho một chiếc xe này. Tất cả gạt mưa gạt nước vẫn hoạt động bình thường cho quý vị các bạn nhé. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ quay vào cái phần máy cho quý vị và các bạn cùng xem về cái chất máy của chiếc xe này. Máy móc anh em nhìn thấy lỗ rất là êm đúng không ạ? Xe chủ đi rất là giữ gìn. Đây, anh em cân đối về chiếc xe này. Đây là phần máy của chiếc xe này. Đây là phần nắp cabo này. Máy của nó rất là zip luôn. Điều hòa rất là mát. Đấy, anh em nhìn máy lổ rất là êm đúng không ạ? Đối với dòng Hyundai Getz này thì máy của nó rất là lành và tiết kiệm nhiên liệu luôn. Vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng giới thiệu cho anh em về mẫu xe Hyundai Getz nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất 2009, bản đủ và đang được chào bán với giá tiền là 203 triệu đồng. Quý vị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Hiện tại đang có một chiếc đèn gầm bị cháy. Đấy, thì mình sẽ thay lại cái bóng thôi, không vấn đề gì. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn.